Thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia. Do đó, việc lưu trữ công văn tài liệu là một công tác hết sức quan trọng. Vì thế mà suốt những năm qua, những người làm lưu trữ đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của những người được giao phó trách nhiệm gìn giữ lịch sử. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển của công nghệ số, chính phủ điện tử như hiện nay, đòi hỏi cần phải có một hành lang pháp lý phù hợp rõ ràng để công tác lưu trữ tài liệu đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì thế, việc ban hành luật lưu trữ sửa đổi là vô cùng cần thiết. Những nhân viên này đang thực hiện công việc chỉnh lý tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Nhìn căn phòng với những tài liệu ngổn ngang như thế này, có thể hình dung được khối lượng công việc khổng lồ mà các nhân viên phải xử lý mỗi ngày. Với chức năng thu thập, bổ sung, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ có ý nghĩa toàn quốc từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, do vậy số lượng tài liệu đổ về trung tâm sẽ ngày càng lớn. Điều này tạo ra nhiều khó khăn, tốn kém trong việc bảo quản tài liệu. Cùng với các tài liệu giấy, trong thời gian gần đây, trung tâm bắt đầu tiếp nhận một số tài liệu điện tử, tài liệu đã số hóa. Tuy nhiên, với loại hình tài liệu này, trung tâm cũng vấp phải nhiều bất cập khi luật lưu trữ năm 2011 chưa có những quy định rõ ràng. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cũng đã bắt đầu thu các loại hình tài liệu điện tử mà kèm theo với các tài liệu giấy. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy công tác này cũng rất khó khăn. Bởi vì rất nhiều cơ quan thì cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác số hóa tài liệu lưu trữ, cũng như là có ngay các cái tài liệu điện tử tại cơ quan cũng chưa được triển khai một cách đồng bộ. Và chính vì vậy thì khi mà đưa về cơ quan lưu trữ quốc gia thì cũng sẽ cần có cái sự hướng dẫn. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật lưu trữ vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2012. Luật lưu trữ và các văn bản giới luật đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ của Bộ Nội vụ và của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, luật lưu trữ năm 2011 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế. Không chỉ quy định chưa rõ ràng như vấn đề mà Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang gặp phải, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Phụng, còn cho biết có nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng luật lưu trữ năm 2011 chưa hề có quy định. Nhiều cái tổ chức lưu trữ tư đã bắt đầu xuất hiện và lưu giữ được nhiều cái tài liệu trong nhân dân. Vì vậy nhà nước ấy cần phải có những cái chính sách, những cái chế định để có thể cho các cái tổ chức lưu trữ tư ta có những cái phương hướng để hoạt động và để người ta đóng góp cho xã hội một cách tốt hơn. Thế thì cái này cũng rất cần phải có cái điều chỉnh của luật, các cái biện pháp quản lý của nhà nước để cho cái hoạt động này đi đúng hướng, có chất lượng và mang lại cái lợi ích cho các cơ quan và tổ chức. Nhận thấy những bất cập và hạn chế của luật lưu trữ năm 2011, Bộ Nội vụ đã đề xuất xây dựng dự án luật, luật lưu trữ sửa đổi. Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và là Tổ trưởng Tổ biên tập của Ban soạn thảo luật lưu trữ sửa đổi cho biết, sau một thời gian làm việc nghiêm túc nhưng vô cùng cởi mở, Ban soạn thảo đã xây dựng nên dự án luật lưu trữ sửa đổi gồm 46 điều. Trong 4 cái chính sách mới của luật lưu trữ sửa đổi thì cần phải được nhắc đến hai cái chính sách. Thứ nhất đấy là về lưu trữ tư, thì hoạt động lưu trữ tư nó sẽ mở ra một cái giai đoạn mới khi mà lưu trữ không phải chỉ là nhiệm vụ của nhà nước và cũng không phải chỉ giữ những cái tài liệu của nhà nước, cũng không phải chỉ do cán bộ công chức viên chức nhà nước thực hiện. Nội dung thứ hai là liên quan đến lưu trữ tài liệu điện tử, nó sẽ đảm bảo cho cái giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành lưu trữ đáp ứng cái yêu cầu của xã hội cũng như là cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Dự kiến dự thảo luật lưu trữ sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua vào năm 2024, từ đó tạo hành lang pháp lý vững vàng để hoàn thiện sứ mệnh lưu trữ lịch sử cho muôn đời sau và hội nhập quốc tế.